Em xin chào tất cả anh em chơi radio các chiếc trên toàn quốc. Hôm nay em giới thiệu đến anh em con đài Toshiba. Con này hàng bay về nhá, đang còn rất đẹp luôn. Con này có model là Toshiba, có model là RT-501F. Đây. AC-100 nhá. Marine Japan các bác này. Tiếng Nhật này nhá. Con này đang còn rất mới luôn, gần như bên nó rất ít sử dụng. Đang còn rất mới. Đấy, Shima tái phách này, đang còn rất mới luôn. Chất âm cực kỳ tuyệt vời. Con này chất âm hay hơn em nghĩ rất nhiều các bạn. Nó chất âm bằng biến thế, chất âm bằng hai biến thế. Trong ruột gan nó còn rất mới nhé, gan nó rất mới, em tháo ra vệ sinh nhưng mà không phải vệ sinh, chỉ thay cái dây cột loa mới thôi. Một đêm trăng mông mênh, tuy ra đi rồi. Máy hoạt động hoàn hảo tất cả mọi chức năng này nhé. FM 90 nhưng em đã dò lại là lên 108 rồi. Băng này, lấy băng ra này. Chất âm cực kỳ tuyệt vời. Máy rất chi là nặng. Chất âm cực kỳ tuyệt vời luôn.
bao cho anh em dùng phê. Đây nó test tua này, cơ rất khỏe vậy, auto chứ tốt nhé. Nhìn nhá, đang đang tua nhá, đang tua đây này, có trái có phải này. Test sang phần radio. Radio con này thì FM 90 nhưng em đã dò lại lên 108 rồi. Lao động gặp khó khăn sau đại dịch Covid-19 theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ với thời hạn hoàn thành vào ngày 15 tháng 8 tới. Tuy nhiên đến thời điểm này mới có khoảng 1/3 tổng số hồ sơ được duyệt và vẫn còn 29 tỉnh thành chưa giải ngân cho người lao động. Vậy nguyên nhân của thực trạng là gì? Bài viết của phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa đề cập nội dung này. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 2... Có một cái vết bẩn ở đây là như cửa đúng không anh? ...cho hơn 17.000 doanh nghiệp với 1,2 triệu lao động, tương đương 1/3 tổng số hồ sơ. Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân kinh phí thấp so với tổng kinh phí dự kiến. Ninh Bình, Nghệ An, Bình Định, An Giang. Đặc biệt một số địa phương có số lượng dự kiến đối tượng lớn nhưng kinh phí giải ngân đến nay vẫn rất thấp như Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang. Việc chậm trễ giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động khiến nhiều lao động thất vọng và bày tỏ không trông chờ sẽ nhận được tiền hỗ trợ. Nhưng mình biết thông tin, mình cảm thấy là cũng rất là vui là khi được chính phủ nhà nước mình hỗ trợ, mình cũng giảm bớt một chút khó khăn cho công nhân. Còn bản thân tôi đã làm hồ sơ từ 3 tháng nay rồi đến chậm chút. Được phủ nhánh quán triệt một số văn bản có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Các học viên đã được huấn luyện chuyên sâu và thực hành, sử dụng thành thạo các loại vũ khí công cụ hỗ trợ, các kỹ thuật chiến thuật chiến đấu cơ bản, kỹ thuật chiến thuật võ thuật công an nhân dân. Kết thúc chương trình huấn luyện, qua công tác kiểm tra, 100% học viên tham gia huấn luyện đều hoàn thành tốt nội dung huấn luyện. Trên mặt trận tấn công trấn áp tội phạm, trong tuần qua, các đơn vị công an trong tỉnh đã liên tiếp điều tra làm rõ nhiều vụ, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự. Điển hình, công an huyện Triệu Sơn vừa đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ tỉnh Bình Dương về Thanh Hóa tiêu thụ, bắt giữ 5 đối tượng gồm Lê Quang Tuấn Anh ở huyện Triệu Sơn, Nguyễn Đăng Phương, Nguyễn Bá Trung đều ở huyện Đông Sơn, Nguyễn Đăng Hưng và Phạm Tiến Duyện đều ở tỉnh Bình Dương. Tăng vật thu giữ gồm 142 viên hồng phiến, 15 gói ma túy đá và nhiều tăng vật khác có liên quan. Đấy, em chuyển công sang an huyện Nghi Xuân vừa bắt giữ bốn đối tượng gồm Lê Văn. Em chuyển sang ai em này? Có đáp ứng với thuốc hạ sốt paracetamol trong 3 ngày đầu và khi sốt bắt đầu giảm sẽ xuất hiện các chấm sốt huyết ở dưới da. Còn đối với các bệnh sốt thông thường khác, nhiều bệnh cũng có thể sốt cao như là sốt tủy tôm kèm theo các triệu chứng viêm ở vùng. Với sự phối hợp với người sử dụng lao động và các cấp chính quyền nơi mà có đông lao động đang ở trọ hoặc là thuê nhà để mà có thể cải cách các cái thủ tục và tạo cái sự thuận lợi để cho người lao động người ta có những cái giấy xác nhận để hoàn thiện cái thủ tục thanh quyết toán và nhận được cái 1,5 triệu đó. Nếu mà có những cái vướng mắc ở cấp nào đó hoặc là ở doanh nghiệp nào đó, các bên cùng phải phối hợp để tháo gỡ và đồng thời là báo cáo lên cơ quan quản lý. Triển khai hỗ trợ nhà ở cho người lao động trong chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, chính phủ đã dành 6.600 tỷ đồng từ tăng thu ngân sách trung ương để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động gặp $1. Đây là một thay đổi rất lớn. Mức giá này giúp cho nhiều người trên thế giới có thể tự làm xét nghiệm. Đây là một sự đóng góp lớn trong việc phòng chống HIV/AIDS. Ông Eamon Murphy còn cho biết, giống như rất nhiều nước trong khu vực châu Á Thái Bình Dương nói riêng và thế giới nói chung, Trung Quốc cần phải tăng cường công tác phòng chống HIV/AIDS trong nhóm thanh thiếu niên. Các bác sĩ cũng khuyến cáo bệnh nhân tuyệt đối không tự ý dùng thuốc khi chưa xác định được bệnh và thuốc chỉ được dùng khi có sự hướng dẫn theo dõi của các bác sĩ. Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu. Thưa quý vị và các bạn, trong số máy hoạt động hoàn hảo tất cả mọi chức năng, cam kết với anh em là như vậy, nguyên zin 100%. Con này thì kiểm tra rất rẻ thôi. Ở đây nó có 1, 2, 3, 4, 5 cái ốc, thì anh em cứ tháo 5 cái ốc này ra là nâng được cái nắp đít ra,
và có thể xem được là bên trong nó máy móc nó mới đến như thế nào nhá. Đấy, cam kết với anh em sắt xi bảy màu, rút gan là mới tinh luôn. Đấy, gần như là con này ở bên Nhật là họ rất ít sử dụng. À, hoạt động hoàn hảo tất cả mọi chức năng, bao cho anh em là bảo hành cho anh em luôn. Chất âm cực kỳ tuyệt vời, các xét chất âm cực kỳ tuyệt vời. Anh em nào thiện chí thì alo cho em số điện thoại 0867029505 nhé. Số đấy cũng là số Zalo luôn. À, số điện thoại và giá có hiển thị ở dưới tiêu đề ở bên dưới video. À, anh em có thể bấm vào đấy để xem giá và số điện thoại, kết bạn Zalo. Bọn em có thể gửi hình ảnh chi tiết cho anh em. Giá con này cực kỳ rẻ luôn, chỉ với giá là 1.500.000 đồng. Cam kết với anh em là máy hoạt động hoàn hảo nguyên zin 100%, bao thợ test kiểm tra tất cả mọi chức năng. Ok, video là dài rồi, em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Em xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.